Mến chào các bạn đang tới với câu chuyện Từ Lai Từ Khứ của tác giả Vũ Chết, truyện được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh YouTube của Đam Mỹ Tưởng Truyện, tập 26. Phượng Việt biến mất, Lư Nhàm đi lại trong nhà của Thẩm Nam vài vòng, không nhìn thấy bóng cậu đâu. Lư Nhàm nhìn sợ tắt máy tính đi, giật USB xuống đang định tới bên cửa sổ nhìn. Ngoài lối vào hành lang vang lên tiếng của Phượng Việt. Lư Nhàm! Lư Nhàm! Đây! Lư Nhàm lên tiếng, cách gọi như vậy không phải là của Phượng Việt vừa biến mất. Lư Nhàm lên tiếng, cách gọi như vậy không phải là của Phượng Việt biến mất, là Phượng Việt tiểu ngốc tử đã trở lại. Lư Nhàm nhìn xuyên thẳng từ ngoài cửa vào, không nói gì. Phượng Việt đang yêu cầu hắn giết chết chính mình, đã vậy còn định nói ra thi thể hoặc là thân thể ở đâu thì biến mất. Ngày sau đó, tiểu ngốc tử xuất hiện. Chênh lệch thời gian đáng yêu tới vậy làm cảm xúc của Lư Nhàm nhìn Phương Việt đột nhiên có hơi vi diệu. Có người kỳ quái. Phương Việt vào trong nhà xong thì gọi hắn ở dưới tầng. Lư Nhàm không suy nghĩ tiếp nữa, nhanh chóng dựa vào cửa sổ liếc mắt nhìn xuống dưới. Một chiếc xe SUV dừng dưới tầng, tài xế hạ cửa xe xuống nhìn vào cửa sổ nhà Thẩm Nam. Lư Nhàm nép vào bên tường, hắn đã từng thấy người này. Người ngồi ở quán xiên nướng của hắn quay mặt vào hắn. Người Phương Việt theo dõi cả buổi phát hiện ra nơi gã đi chỉ là một căn nhà trống không ai ở. Là người kỳ quái phải không? Làm sao bây giờ? Phương Việt chạy tới bên cửa sổ nhìn. Lư Nhàm cũng không nói gì, chạy vào phòng ngủ của Thẩm Nam mở cửa ra ngoài ban công. Nhà của Thẩm Nam ở tầng 3, những hộ gia đình khác vì an toàn nên đều lắp lưới phòng chống trộm trên ban công, còn Thẩm Nam thì vì an toàn nên không lắp lưới phòng trộm. Đối với Lư Nhàm, rời đi từ ban công không khác mấy với chạy trên đất bằng. Tay hắn nắm chặt lấy mép ban công, lộn nhào ra ngoài, đáp một chèn lên ống nước dẫn bên cạnh, giữ chặt lấy lưới phòng trộm của tầng 2 để hãm lại, tiếp đó cứ thế nhảy xuống từ ban công tầng 2. Dưới tầng không có ai. Lư Nhàm xuyên qua giữa mấy nhà, vòng ra ngoài đường, lên một chiếc xe taxi. 18 nói vừa có người đi. Lão là đứng ở phòng khách, có phải là Lư Nhàm không? Thôi giật đi qua sửa thùng máy tính, vẫn đang rất nóng. Đi dẫn cậu ta lên, đừng để ai thấy cậu ta, sợ cậu ta không có thừa tinh lực đối phó với người thường. Lão là xoay người ra ngoài, thôi giật cũng quay đầu nhìn lại phòng ngủ, chậm rãi đi tới ban công nhìn xuống dưới. Giờ gái có thể chắc chắn chuyện 37 mất tích có liên quan tới Lư Nhàm, nhưng dưới tiền đề hết thảy đều phải bí mật hành động, không làm ra động tĩnh lớn, bọn họ gần như không đụng được tới một cọng lông của Lư Nhàm. Một người 18 không khống chế được, thổi giật bám lên lan can ban công, ngẩng đầu nhìn lên trời, thế giới này cũng thật thần kỳ. 18 đi vào phòng khách nhà Thẩm Nam xong thì vẫn luôn không nói gì, chỉ cúi đầu. Thôi giật đi qua nhấc lên cái mũ che mất gần nửa khuôn mặt của cậu ta, nhìn vào hai mắt cậu ta. Ai đã ở đây? Anh. 18 ru mí mắt trong giọng nói có lấn run rẩy. Còn ở đây không? Thôi giật hỏi. 18 lắc đầu. Không ở đây nữa. Còn cảm giác được gì nữa không? Thôi giật sờ tay kéo từ cổ áo cậu ta ra một sợi dây kim loại. Chuyền dây có một mặt dây chuyền lóe sáng, gã ấn một cái, ánh sáng tắt đi. Người 18 nhẹ nhàng lảo đảo, trong ánh mắt hiện lên hoảng sợ, dùng tay ôm lấy đầu. Cảm giác được gì không? Thôi giật lại hỏi lần nữa. Đây là chỗ không ổn định của 18. Sau khi hủy bỏ che chắn não bộ, cậu ta sẽ cảm nhận được đau khổ khổng lồ, nhưng 37 lại coi đây lại là một sự hưởng thụ. Không. 18 ngồi sụp xuống đất đau đớn, tay vẫn ôm lấy đầu. Thôi giật đứng bất động trước mặt 18. Mấy phút sau, 18 đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn gã. Hai người. Hai. Thôi giật ngồi xổm trước mặt 18 xoa đầu cậu ta. Vâng. 18 gật đầu. Hai người. Lão là nhìn Thôi giật cũng hơi bất ngờ. Không phải đã nói chỉ có thể tách ra được một thôi hả? Thôi giật phố lên bà vai 18 đi về phía cửa. Cậu ta đã mất khống chế, hơn nữa Lư Nhàm hơi đặc biệt. Nếu như hai bọn họ từng tiếp xúc trong khoảng thời gian dài, chuyện gì cũng có khả năng. Lư Nhàm trở về bến tàu mua mấy túi bánh mì trong cửa hàng tiện lợi, rồi cầm thêm mấy hộp sữa.
Ăn bánh mì mấy ngày này, hắn cảm thấy mình không đủ tinh lực cần bồi bổ. Trở về căn phòng nhỏ, hắn ngồi trên giường chậm rãi ăn một miếng bánh một ngụm sữa cũng chẳng nói gì. Phương Việt không ở trong phòng nhưng hắn biết Phương Việt đang lắc lư ở ngoài cửa, thì thoảng lắc quá mạnh hắn có thể nhìn thấy tay Phương Việt xẹt vào trong cửa. Ăn xong bánh mì và sữa bò, cảm giác miệng không ngọt không nhạt, uống thêm mấy ngụm nước mới thì coi như thoải mái. Nham nham. Phương Việt thò đầu vào từ ngoài cửa nhỏ giọng gọi hắn. Hừ. Lư Nham ném tôi bánh mì và hộp sữa không xuống đất. Anh làm sao thế? Phương Việt hỏi nhỏ giọng. Hả? Không sao. Lư Nham nhìn cậu rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt đi. Từ sau khi biết được mục tiêu và nội dung nhiệm vụ cuối cùng của mình, nhất là sau khi biết được đặc tính của mục tiêu, Lư Nham đã rút hết bao nhiêu thông cảm và mềm lòng với Phương Việt ở trong lòng lại. Hắn cũng không muốn làm Ultraman, nhưng cũng rất hiểu rõ tiểu quái thú như vậy tồn tại đáng sợ tới như nào. Anh vẫn luôn không để ý tới em, từ lúc ở nhà Thẩm Nam tới bây giờ đều không để ý tới em. Phương Việt đi về phía trước một bước, nửa thân thể lọt vào cửa. Làm sao vậy? Tôi đang nghĩ. Lư Nham châm điếu thuốc nhìn làn khói trước mắt. Cậu giả ngốc hay là ngốc thật? Em không có giả ngốc mà. Phương Việt ngây ra ngồi rồi sốt sáng đi vào phòng. Em là ngốc thật, em... Lư Nham thì gật đầu. Tôi cũng cảm thấy cậu ngốc thật. Phương Việt cúi đầu ngồi xổm dưới mép giường, mãi mới nói. Em không ngốc cũng không giả ngốc. Cậu không chết. Lư Nham đột nhiên nói. Cái gì? Phương Việt đột nhiên ngẩng đầu lên. Thân thể của cậu hẳn là ở một nơi không hề thần bí nào đó. Lư Nham vẫn nhớ rõ câu nói đó thật ra là đúng. Hắn có thể chắc chắn rằng bức kia ảnh chụp ở hang thỏ có cây xương rồng của hắn. Nếu như thân thể của Phương Việt ở đó, vậy thì nơi này hẳn rõ ràng là rành rành, gần như không phải tìm nhiều. Ẩn giật trong thành phố có khi lại ở ngay trong phòng chất đồ phố Văn Viễn cũng nên. Ở đó, Phương Việt vội vàng hỏi. Vẫn chưa suy nghĩ ra. Lư Nham nhìn cậu, vẻ mặt của Phương Việt rất chân thật, cấp bách ngoài ý muốn. Phương Việt cúi đầu. Phục vụ. Lư Nham kẹp thuốc lá nhìn hai luồng khói vằn vèo bay về phía trước từ tàn thuốc. Số thứ tự của cậu có lẽ không chỉ là 37 đúng không? Hả? Phương Việt mê man nhìn hắn. Bác sĩ thổi của cậu chưa giải cho cậu số thập phần hả? 37.1, 37.2 gì đó. Phương Việt không nói gì nữa, cũng vẫn nhìn chằm chằm vào cửa. Ngồi xuống rồi khuôn mặt cũng mờ mịt hẳn ra. Nguồn gốc của đa nhân cách có rất nhiều, nhưng trên thực tế bên ngoài tiểu thuyết phim ảnh trường hợp có thể thực sự xác nhận là đa nhân cách là ít vô cùng. Tên trên giá sách, nhà Lư Nham có một quyển sách tên là Cô Gái Đa Nhân Cách. Lúc hắn muốn buồn ngủ sẽ đọc, càng đọc càng có tinh thần. Nhìn từ ký ức phồn phớ không hề tốt đẹp của Phương Việt đối với viện nghiên cứu, có lẽ giống như là Psych Bill, lúc vào cũng sợ hãi vô cực, sợ hãi và bất lực tuyệt vọng, phân liệt ra một nhân cách khác để bảo vệ chính mình. Ngoài 37.1, 37.2, cũng không biết còn có 3456 hay không. Nếu như Phương Việt không có diễn xuất siêu phàm, như vậy thì đồ ăn đơn thuần trước mắt hẳn là 37.1. Phương Việt chân chính của cậu không biết chính mình tồn tại một nhân cách khác, cũng không có ký ức lúc nhân cách khác xuất hiện, cũng có khả năng là ký ức không tròn vẹn lúc rời khỏi thân thể, mà 37.2 có thể là nhân cách dưới đau đớn và sợ hãi cực độ, được sinh ra để bảo vệ cho chính mình có mọi ký ức. Lúc chấm một cảm nhận được sợ hãi, không ứng phó được, cậu ta sẽ xuất hiện. Lư Nham cũng nhẹ nhàng gõ lên ván giường, hoặc là cũng không đơn giản như vậy. Có lẽ là cậu ta có mục đích riêng của chính mình, lúc tình hình trước mắt không thể đạt tới, cậu ta sẽ xuất hiện. Vậy thì mục đích của cậu ta là gì? Anh phải giết tôi. Vậy thì giết. Lư Nham siết chặt nắm đấm, xương khớp trong tay cũng phát ra một tiếng răng rắc nhỏ nhỏ. Ở đâu, một hang thỏ hẳn là không khó tìm, cũng không cần cố sức suy nghĩ. Nham nham. Phương Việt nằm ngoài mép giường gọi hắn. Ừ. Lư Nham nhắm mắt nằm lên giường, duỗi tay gạt tàn thuốc.
ở một nơi mình hẳn là rất quen thuộc, thậm chí nhắm mắt cũng tới được. Chúng ta vẫn đang yêu đương đúng không? Phương Việt hỏi. Lư Nhàm không trả lời. Những nơi như vậy là những nơi như thế nào? Căn nhà ở phố Văn Viễn hẳn là không thể. Trong tòa nhà tổng cộng chỉ có 3 căn phòng, không có chỗ để cải tạo. Hay là ở tầng trên? Cũng chẳng đúng. Hướng nhà thì đã không đúng. Căn nhà của Tiêu Duy Đông thì sao? Lư Nhàm cau mày. Cũng là một cái căn hộ y như vậy, cũng không hề có chỗ để cải tạo lại như vậy. Đã vậy giờ hắn còn có thể nghĩ ra được trang hoàng và bài biển của từng căn phòng. Hay là nhà của Quan Ninh? Nhà Quan Ninh thật ra ở tầng 1 còn có một cái sân nhỏ, trong sân còn nuôi một con rùa, tháng nào cũng gặm sạch cây cỏ trong sân một lần. Lần nào gặm thì cũng kêu hung ác như thể Lư Nhàm ăn mất hết thức ăn của nó. Lư Nhàm ở nhà Quan Ninh bao lâu thì nó kêu bấy lâu, theo lý thì cũng không có khả năng. Huống hồ nếu như ở nhà Quan Ninh, vậy bà chỉ căn bản không cần vất vả khổ sở giữ cái USB tự hủy kia. Trên USB cũng chẳng viết ở đâu. Ai? Lư Nhàm chờ mình nằm ngoài ra giường ngửi thấy toàn mùi chó bụi. Mấy ngày rồi mà vẫn không thể dùng người quấn lấy hết bụi, giờ trên người đã toàn là hạt bụi to tướng. Biết vậy lúc nãy đã tắm ở nhà Thẩm Nam một lần. Có điều nếu muốn tắm sạch vậy thì đã để người ta bắt được một người trần truồng rồi. Thẩm Nam. Lư Nhàm ngồi bật dậy. Phương Việt đang nằm nhòi ra mép giường bị hắn làm cho giật mình, lùi ra về sau tới gần cửa. Quan hệ giao du của Lư Nhàm rất đơn giản. Ngoài những người để ứng phó với thân phận Tiêu Duy Đông, người ta có thể phân vào phòng thật ra ở ngay. Của sát thủ S chân chính chỉ có Quan Ninh và Thẩm Nam. Một trong hai căn biệt thự của Thẩm Nam, nhà biệt lập 3 tầng, đầy đủ sân trước sân sau, gara ngầm, hướng nhà cũng khớp với bóng của cây xương rồng hàng to đùng tốt để ở lại tường. Ý nghĩa giữa hắn và Thẩm Nam cũng đủ làm cho Thẩm Nam để lại căn biệt thự 3 tầng này cho hắn mà không hỏi han gì cũng không nhắc tới. Mấu chốt nhất là, Lư Nhàm đột nhiên phát hiện mình không nghĩ ra được kết cấu tầng 3 biệt thự của Thẩm Nam. Lư Nhàm nhảy xuống giường cầm súng vào túi tùy thân mở cửa ra ngoài. Thời gian hiện giờ cũng không phù hợp để đi ra ngoài, nhưng rõ ràng vẫn có một đám người đang tìm Phương Việt, hắn cần phải ra tay trước. Đi đâu? Phương Việt ngây người rồi mới chạy theo sau. Nhà của Thẩm Nam. Lư Nhàm đáp. Lại đi hả? Họ phải mới từ đó về sao? Phương Việt cũng hơi ngạc nhiên, mấy người kỳ quái kia có khi vẫn còn đang ở đấy đấy. Đến biệt thự của anh ta, biệt thự của ông chủ sườn rượu Thẩm Nam. Lư Nhàm đi nhanh về phía trước, Phương Việt phía sau không nói gì. Lư Nhàm tới cửa kho hàng thì quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện Phương Việt đang đứng tại chỗ đằng xa chưa đổi kịp. Tình cảnh này làm cho Lư Nhàm cảm thấy hơi quen. Ngày ra khỏi phố cũng là như vậy, Phương Việt đứng xa xa phía sau hắn, trông cô đơn mà bất lực. Cậu chờ tôi ở đây. Lư Nhàm ném ý nghĩa trong lòng xuống. Anh đi tới đó làm gì? Phương Việt bước về phía trước hai bước rồi dừng. Tìm thân thể của cậu. Lư Nhàm nhìn cậu. Không phải là cậu muốn mình biết rốt cuộc thế nào hả? Đi rồi là có thể hiểu được. Em đột nhiên hơi sợ. Phương Việt chậm rãi đi tới chỗ hắn, giọng cũng hơi yếu ớt. Cậu sợ cái gì? Lư Nhàm thả nhẹ giọng. Em không biết. Phương Việt lắc đầu. Chỉ là đột nhiên cảm thấy sợ thôi. Anh đừng đi vội được không? Lư Nhàm nhìn chằm chằm vào cậu, không nhìn ra được sơ hở gì. Có lẽ là có dự cảm trong tiềm thức về mục đích cuối cùng của Lư Nhàm. Không được. Giọng Lư Nhàm vẫn rất khỏe. Nói xong thì quay người đi ra khỏi kho hàng. Phương Việt không đi theo kịp. Lư Nhàm ra khỏi kho hàng, quay đầu một vòng ra một con phố bát xe, ngồi trên ghế sau nói ra tên khu dân cư của biệt thự nhà Thẩm Nam xong, tài xế quay đầu xe lái đi. Hắn nhìn gương chiếu hậu, Phương Việt không chạy theo sau xe như ngày thường. Lư Nhàm thở dài khe khẽ, có cảm giác không thể nói ra được. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác thật có lỗi với mục tiêu. Tuy rằng giờ hắn chỉ muốn tìm thấy thân thể Phương Việt, biết rõ hoàn toàn mọi câu chuyện, nếu như có thể hoàn thành xong được nhiệm vụ lần này mà vẫn còn sống nên chính thức thoải mái ẩn danh.
Biệt thự của Thẩm Nam nằm trong một khu được công bố là độ an toàn 6 sao. Lữ Nhàm lấy thân phận tiểu đại thiếu bản của Thẩm Nam thì có thể tự do ra vào. Chỉ là bảo vệ ngoài cổng chính hôm nay nhìn chằm chằm hắn tới mấy lần. Lữ Nhàm biết hóa trang dân công của mình hôm nay không phù hợp với hình tượng phô trương cả người lấm lánh của Tiêu Duy Đồng cho lắm. Copsley, hắn gật đầu với bảo vệ. Bảo vệ cười rất lịch sự. Trên cửa chính nhà Thẩm Nam có 3 lớp khóa, chìa khóa vân tay và mật khẩu. Vân tay hai người họ đều có thể dùng. Lữ Nhàm cũng biết mật khẩu, mỗi tháng đổi một lần, số nguyên tố nhỏ hơn 200 sắp xếp theo năm và tháng. Chỗ giấu chìa khóa không hề sáng tạo nhưng lại rất an toàn, ở ngay trong cái viên gạch trên bức tường bị dây thường xuân phủ kín mít bên cạnh. Lữ Nhàm mở cửa vào nhà, đột nhiên cảm thấy buồn bã. Một người bạn duy nhất cả đời có thể không bố trí phòng vệ lẫn nhau, đột nhiên cứ biến mất như vậy, không biết tung tích, không rõ sống chết. Trong nhà kéo rèm, cửa đóng lại, xong hơi tối. Lữ Nhàm bật đèn lên, chậm rãi đi theo cầu thang lên tầng 3. Một cảm giác quen thuộc dần dần lan ra, nhưng hắn không chắc cảm giác này đến từ chính căn hộ của Thẩm Nam hay đến từ đoạn ký ức bị che giấu của hắn. Có điều nói thật, cảm giác này cũng chẳng tốt đẹp lắm. Lữ Nhàm đi tới lối rẽ cầu thang tầng 2, đèn hành lang tầng 3 sáng lên. Hắn rút súng ra trong nháy mắt đèn sáng. Nhưng bởi vì không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, hắn chỉ có thể nhắm súng vào cửa lối cầu thang. Nhàm nhàm, giọng của Phương Việt chợt vang lên. Lữ Nhàm chậm rãi rú tay xuống, trong lòng cũng hơi bất ngờ. Hắn nghĩ sẽ có thể gặp được Phương Việt ở đây, nhưng không ngờ sẽ là 37.1. Không phải cậu sợ hả? Sao lại tới đây? Hắn đi lên cầu thang, nhìn thấy cửa sắt màu đen đang đóng chặt trên tầng 3. Cảm giác quen thuộc quét tới lần nữa, nhưng hắn nhìn chằm chằm vào cửa thêm một lúc lâu lại vẫn không có thêm thu hoạch gì. Đừng đi vào. Nham nham, em xin anh đó đừng đi vào. Vì sao? Lữ Nhàm không bước về phía trước, trong mắt Vương Việt lòng lành nước mắt, giọng nói lẫn giọng mũi, nhưng động tác giang hai tay của hắn lại rất kiên định. Em thực sự không biết vì sao. Vẻ mặt Phương Việt nôn nóng mà tủi thân. Em thực sự không biết vì sao, em chỉ sợ anh đi vào. Sợ tới giết cậu sao? Lữ Nhàm cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề hắn đã lên bị xen xò giữa hắn và Phương Việt. Phương Việt ngây người há hốc miệng không nói lên lời, im lặng nhìn hắn rất lâu mới nhẹ nhàng hỏi một câu. Em lo bị anh giết hả? Cậu vẫn chưa chết, phù phù, thân thể của cậu có thể là ở trong này. Anh muốn đi vào giết em đúng không? Tại Vương Việt bắt đầu run lên. Tôi phải hiểu rõ chuyện thế nào trước đã. Lữ Nhàm chuyển tầm mắt đi, không đành lòng mà đau lòng, vì Vương Việt lại bắt đầu dâng lên trong lòng. Hắn nhìn khóa trên cửa quét đồng tử, còn rất tiên tiến so sánh với khóa ở mấy hàng thỏ khác của hắn. Nơi này đúng là giấu một thứ quan trọng như hắn nghĩ. Anh lừa em. Vương Việt đột nhiên nói giọng run rẩy. Cái gì? Lữ Nhàm ngây ra. Anh bảo muốn yêu đương với em, căn bản là không yêu đương gì hết, anh lừa em. Nước mắt Phương Việt cuối cùng cũng lăn xuống khỏi vành mắt. Lữ Nhàm thừa nhận tuy rằng hắn không thể nào hiểu được mạch não vào thời khắc này, vẫn cắn chết nguyện yêu đương không buông của Phương Việt. Nhưng lúc nghe thấy ba chữ anh lừa em, lòng hắn cũng khoan lại. Hết tập 26.